Khôi, trời ơi, ngon lành luôn. Cái này làm thử miếng nha mọi người. Ôi trời ơi, đây, đây xúc bánh tráng làm ngon nè. Mời mọi người nha. Hôm nay làm món lòng bò hấp xả nha mọi người. Đây lòng bò mình làm sơ chế trước rồi. Giờ cắt ra để hấp xả. Rồi cho gừng xả ớt vô ướp nha mọi người. Đường, tiêu, bột nêm, làm chấm mắm cái nha mọi người, mắm cái thô cùm, đây mắm. Bây giờ cho bò vô hấp à. Không phải lòng bò chứ không phải thịt bò. Đó. Hấp đi rồi. Khôi, trời ơi, ngon lành luôn. Chỗ này làm thử miếng nha mọi người. Ôi trời ơi, đây xúc bánh tráng nó ngon nè. Mời mọi người nha. Làm miếng rau nữa con. Này cái miếng giống gì nè? Không phải miếng này. Không phải miếng này. Trời ơi, đụng mà nó dài chết ta. Dài đâu mà dài, trộn lên nè đó. Nè, ai xong trộn ở dưới là dưới nấm rồi à. Quá trời nóng rồi. Đập ba cái rau biết là chín luôn. Không được ăn. Đập cái mềm này, dằn yếu quá. Lòng bò mà tìm cái mềm á. Tôi dằn mấy nó rớt chỗ này nè, đấy, bỏ dưới này. Không đắng luôn lận. Qua hết đắng à, mất chất. Wow. Má nhúng nãy giờ luôn rồi, ba nó lớp nó kêu thấy mệt luôn. Quá trời ăn hết trời. Lớ phần thấm đậm, ăn hết cầm hết. Xong hoài. Lý do là sao mình? Tại vì tôi gấp cho nó nóng. Ê ngậu quá. Vô kia ơi. Vô không? Có rượu ngon, tao phải rượu. Nhà rượu nhiều lắm á, để pha uống. Rồi, mong cái chấm cái đây là chuối chát. Mà đồ ngâm cũng còn nữa, đồ ngâm cũng nhiều nữa. Ừ. Có cái loại Như lá lách vậy. Lâu lâu qua nè, bữa đã đời quá. Đồ má ông này bị ghi trời. Thế rồi mọi người. Ba xuống rồi làm cái lồng. À, mày tai heo. Thao luôn mày giờ cứ còn lại hết rồi mọi người. Anh đồ anh chặt mấy cây á. Thôi cảm ơn mọi người theo dõi nha. Hôm nay là món bò hấp là anh em ở đây cảm giác là ngon. Mọi người không tin thì cứ làm đi. Mời mọi người nha.